Chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đến với thăm kênh của Ngọc. Thưa quý vị, trong cái video này, Ngọc xin cập nhật những cái thông tin liên quan đến cái gói cứu trợ lần thứ 3 1.900 tỷ. Cái việc mà số nợ overpayment hiện giờ các tiểu bang họ như thế nào. Rồi có một cái thông báo về cái đường link cũng như là số điện thoại quý vị có thể bắt đầu xin tiền nhà tối đa là 12 đến 15 tháng tiền nhà. Đây là cái đường link dành cho tiểu bang Texas. Ngay từ hôm nay quý vị hãy bắt đầu nộp đơn đi nếu như quý vị đủ điều kiện. Thì bây giờ Ngọc sẽ quay trở lại đối với cái gói cứu trợ lần thứ ba, thì giờ cái lịch bỏ phiếu cho cái gói cứu trợ này đã có rồi. Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị là ngày nào, và hiện giờ cái hạn chót trong cái lịch này đối với quý vị nó đến gần rồi, cho nên là hiện giờ bên phía đảng Dân Chủ họ làm việc rất là cực lực để có thể cho ra cái gói cứu trợ và chuyển qua bàn của Tổng thống Biden một cách nhanh nhất có thể, để họ có thể là làm trước cái ngày để thông qua, để ký trước cái ngày deadline, trước cái ngày hạn chót. Vì ha, đối với cái tiền overpayment á, thì hiện giờ theo cái luật của cái gói cứu trợ lần thứ hai, họ cho phép là các tiểu bang có thể xóa nợ những cái tiền overpayment. Tiền overpayment là cái tiền mà bên sở thất nghiệp họ đòi lại, bởi vì những cái lý do mình hay là do máy hay là do cái hệ thống hay là do nhân viên bên sở không biết do ai, nhưng mà họ đòi tiền lại bởi vì họ đã trả quá cái mức mà quý vị đáng được nhận. Thì bây giờ chúng ta có quyền để xin xóa nợ cái overpayment này và không có cần trả lại tiền trợ cấp thất nghiệp cho bên sở thất nghiệp của tiểu bang bạn. Tuy nhiên một số tiểu bang họ không có muốn tham gia cái luật này quý vị, thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị một cái tiểu bang họ nói rằng bây giờ họ muốn đòi lại, họ không muốn xóa nợ. Thì bây giờ quý vị quan tâm đến những cái vấn đề này cùng với cái việc là cái tiền hỗ trợ tiền nhà, thì ngày hôm qua Ngọc có chia sẻ cái đường link cho tiểu bang Texas, thì quý vị hỏi những cái nơi khác. Thì hiện giờ đó, quý vị ở bất kỳ tiểu bang nào quý vị cũng có thể gọi cái số 211 hoặc là cái số 311 nha quý vị. Gọi cái số nào cũng được, 211, 311, thì quý vị sẽ được kết nối với lại nhân viên ở địa phương của quý vị để họ biết rõ hơn về cái chương trình. Tại vì Ngọc không thể nào mà đi hết 50 tiểu bang, cũng như là tại vì nhiều tiểu bang á, có thể là họ có một cái đường liên chung, nhưng mà ở Cali thì Ngọc biết là không có cái đường liên chung cho toàn tiểu bang. Cali thì quận Cam có rồi, Sacramento cũng có rồi nè, nhưng mà không có biết là những cái nơi khác thì như thế nào. Quý vị hãy gọi hoặc là quý vị dùng Google Rental Assistance cộng với cái tiểu bang cộng với cái quận mà bạn đang ở nha quý vị. Nếu như mà Ngọc thấy cái đường link thì Ngọc sẽ để lại cho quý vị. Hiện giờ ai ở tiểu bang Texas thì làm ơn nhanh tay đi quý vị ơi. Tại vì người ta nói từ ngày nay, ngày 15 tây tháng 2 đến cuối tháng 2 này nè, họ sẽ bắt đầu, họ sẽ giải quyết hồ sơ cho, nộp đơn giải quyết hồ sơ, và những cái diện nào ưu tiên thì người ta sẽ giải quyết trước. Nếu như quý vị có thể làm online được thì quý vị vào cái trang này texasrentrelief.com để quý vị đọc hiểu thông tin và coi thử mình đủ điều kiện không. Đủ điều kiện thì đọc ngay và nộp liền nha quý vị. Nó có cái bên góc trái nó có tiếng Việt luôn. Quý vị kéo xuống thì nó sẽ bên góc trái nó có những câu hỏi thường gặp đó quý vị. Vào đó quý vị xem thử để quý vị có thể là trả lời những câu hỏi thắc mắc của mình. Tại vì Ngọc cũng muốn làm video mà video thì nó lặp lại những cái thông tin đó, cho nên là Ngọc nghĩ chắc là Ngọc không muốn làm đâu. Thì hiện giờ nếu như mà quý vị không có làm online được thì quý vị hãy gọi cái số này 1833 989 7368 để quý vị có thể nói chuyện trực tiếp với nhân viên, và người nhân viên này họ sẽ giúp quý vị nộp đơn trực tiếp qua điện thoại luôn, khỏi cần nộp đơn online nha quý vị. Thì bây giờ quay trở lại với cái gói cứu trợ lần thứ ba, thì bên chính quyền của Biden-Harris họ quyết tâm là họ sẽ thông qua cái gói cứu trợ này một cách nhanh chóng. Và bên phía đảng Dân Chủ họ cũng đồng ý, họ muốn thông qua nhanh và phải thông qua nhiều, ở cái mức là 1.900 tỷ chứ không phải là 618 tỷ. 618 tỷ hiện giờ là bỏ qua một bên rồi quý vị ơi. Hiện giờ người ta đang bàn về cái gói 1.900 tỷ, bởi vì bên Hạ viện và bên Thượng viện đã thông qua một cái quy trình gọi là cái Budget Reconciliation Process. Thì cái này cho phép những thành viên bên Hạ viện cũng như là bên Thượng viện, những nhà lập pháp đại diện cho đảng Dân Chủ, họ có thể là bỏ phiếu chỉ đảng Dân Chủ thôi, không cần phiếu của đảng Cộng Hòa, họ vẫn có thể thông qua được. Tuy nhiên gần đây Ngọc thấy là hai thượng nghị sĩ đại diện cho đảng Dân Chủ họ không có
ủng hộ cho cái gói 1.900 tỷ nói chung, thì có những cái phần nhỏ nhỏ mà không không đúng ủng hộ, không có ủng hộ thì những cái phần nhỏ không ủng hộ thì dĩ nhiên là họ sẽ không có bỏ phiếu thuận cho một cái gói to bự như vậy. Nhưng mà hiện giờ có một cái ủy ban rất là mạnh ở bên chi nhánh Hạ viện, đó là Ways and Means Committee. Cái này á, cái ủy ban này có một cái quyền rất là mạnh quý vị, và họ đã thông qua cái chi tiết cho cái tấm chắc 1.400 rồi. Thì bây giờ khi mà những cái ủy ban khác, ví dụ như giao thông, giáo dục, vân vân, thì họ gộp lại những cái chi tiết như vậy thì họ sẽ ra một cái gói cứu trợ to bự 1.900 tỷ. Nhưng mà hiện giờ cái gói trong cái chi tiết mà có cái tấm chắc 1.400 là Ways and Means Committee là hiện giờ họ đã thông qua rồi, họ chờ đưa ra bên Hạ viện để mà bỏ phiếu. Thì bây giờ cái time frame khi nào mà có cái tấm chắc 1.400 thì bây giờ Ngọc sẽ không có trả lời cái câu hỏi đó, mà Ngọc chỉ ước lượng là cái thời gian thôi quý vị. Cái thời gian cái lịch bỏ phiếu ở bên Hạ viện là người ta nói là ngày 22 tây tháng 2 năm 2021 họ sẽ đưa ra sàn ở Hạ viện để bỏ phiếu. Có nghĩa là bây giờ ngày 15 đúng không quý vị? Có nghĩa là tuần sau đó, thứ hai tuần sau họ sẽ làm cái việc này. Và nếu như nó được thông qua ở bởi Hạ viện, Ngọc nghĩ là cái tấm chắc 1.900 này nó sẽ được thông qua bởi Hạ viện một cách dễ dàng hơn. Và khi mà được thông qua rồi, họ sẽ chuyển qua bên Thượng viện, thì có thể là khoảng là cuối tháng 2 thì bên Thượng viện họ sẽ bắt đầu họ có cái bill để mà họ đàm phán, họ tranh luận quý vị ha. Thì khi mà họ thông qua bên Thượng viện thì Thượng viện á, thì Ngọc nghĩ là nó sẽ có những cái trắc trở. Cho nên là hiện giờ cái kế hoạch của họ là ngày 14 tây tháng 3 họ phải đến bàn của Tổng thống Biden để ông ký, tại vì cái tiền trợ cấp thất nghiệp trong cái gói cứu trợ đợt 2 mà Tổng thống Trump ký á, là quý vị thấy là nó kết thúc vào ngày 14 tây tháng 3. Hoặc là nhiều nơi là kết thúc vào ngày 13 tây tháng 3 tùy theo cái lịch cái bên đó họ xử lý hồ sơ như thế nào. Cho nên là hiện giờ cái hạn chót này nó gần đến gần rồi quý vị. Còn có 1 tháng nữa à, chưa đầy 1 tháng, cho nên là họ sẽ làm việc một cách cấp bách, cực lực và sẽ tranh thủ. Tại vì cái việc mà impeachment, luận tội nó cũng xong xuôi hết rồi quý vị, cho nên là hiện giờ họ sẽ bắt đầu họ tập trung vào cái gói cứu trợ này. Và bây giờ đó, cái chuyện mà ai được lãnh và lãnh bao nhiêu á, thì hiện giờ Ngọc chỉ chia sẻ dựa trên trên cái dự luật. Và cái dự luật này là cái dự luật ở bên Hạ viện họ đưa qua, Đảng Dân Chủ họ đưa lên. Thì người lớn sẽ lãnh được 1.400, trẻ em dưới 17 tuổi cũng được 1.400. Những em sinh viên, những em học sinh mà có tên trong hồ sơ thuế của ba mẹ mình hoặc là người nuôi dưỡng của mình thì cũng được 1.400 luôn. Đó. Hoặc là cô chú lớn tuổi mà có tên trong hồ sơ thuế của con mình dưới dạng dependent thì cô chú cũng được 1.400 luôn nè. Những cô chú nào mà lãnh tiền hưu hoặc những ai lãnh tiền bệnh thì cũng được 1.400 luôn. Và dĩ nhiên là tất cả những người mà đủ điều kiện để lãnh là họ phải có thẻ xanh hoặc là quốc tịch và phải có cái số social, và cái số social này là phải có và quý vị cho phép quý vị đi làm được á, thì những cái người này. Thì bây giờ cái câu hỏi được đặt ra là không có đi làm, không có đóng thuế thì có được hay không? Thì miễn quý vị có số social, có thẻ xanh thì quý vị sẽ có cái cơ hội để nhận cái tấm chắc 1.400 này. Đối với những ai mà mới qua Mỹ thì cái câu này Ngọc không thể trả lời được cho những cái diện mà mới qua Mỹ hồi có thể là năm nay hoặc là chỉ vài tháng thôi, thì thật sự là Ngọc không dám chắc chờ cái thông báo. Nếu như quý vị mới qua Mỹ thì Ngọc nghĩ là quý vị nên tìm một cái việc làm. Thì nếu như mà quý vị có cái việc làm thì sau này quý vị khai thuế thì quý vị có thể là được xin lại cái tấm chắc 1.400 nếu như cái tấm chắc này được ký. Cũng tương tự như vậy, nếu như mà anh chị cô chú nào mà qua Mỹ năm 2020 có việc làm mà quý vị chưa nhận được cái tấm chắc 1.200 hoặc cái tấm chắc 600 thì khi khai thuế năm 2020 quý vị được quyền quý vị xin lại cái tấm chắc 1.200, tấm chắc 600. Cho nên là hiện giờ nếu như quý vị mới vừa qua Mỹ đây thôi, quý vị chưa có khai thuế năm 2020 thì quý vị muốn nhận được cái tấm chắc đợt 3 này, quý vị nên có một cái việc làm dù lương ít lương nhiều, sau này quý vị khai thuế quý vị xin được lại. Ví dụ như Ngọc, ví dụ như 1.400 nó cũng không, nó nhiều nhưng mà nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà gia đình quý vị có 4 người thì cái 1.400 này sẽ được nhân 4 thì quý vị được bao nhiêu.
À, nếu như hai vợ chồng thì mình được 2.800, đúng không quý vị? Nó cũng được một cái xíu tiền để mình có thể là trang trải, hoặc là cái xíu tiền để mình để dành. Nếu như có tiền để dành, cái tiền này quý vị không đóng thuế và quý vị hoàn toàn có thể chi xài như thế nào cũng được. Quý vị có thể là đầu tư và quý vị tận dụng cái công thức lãi kép, lời nó đẻ lên, nó nhân lên, cứ nhân 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 lên quý vị. Nếu như quý vị đầu tư một cách khôn ngoan thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị cái hiện giờ bên Dân Chủ Hạ Viện ấy, thì họ đề xuất ra một cái mức income là từ 0 đồng đến 75 đồng dành cho những ai single, khai thuế single thì được lãnh trọn 1.400. Từ cái mức 75.000 đến cái mức 100.000 thì bắt đầu sẽ bị trừ dần phần trăm. Nha quý vị, đối với những cặp vợ chồng khai thuế chung thì là 150.000 trở xuống thì lãnh trọn là 1.400 nhân 2 là được 2.800. Còn lại á, từ 150.000 đến 200.000 mỗi năm thì quý vị sẽ bị trừ dần phần trăm cho đến nào khi nào hết thì thôi. Đối với những cái heads of household thì là 1.1.250. Nha quý vị, thì Ngọc sẽ chia sẻ nếu như mà Ngọc có những cái thông tin mới. Thì bây giờ Ngọc tạm dừng cái video này lại ở đây. Xin lỗi, Ngọc quên nói cái chuyện số nợ overpayment. Thì bây giờ overpayment á, thì họ nói rằng là bây giờ có một cái tiểu bang, đó là tiểu bang Missouri, họ nói là họ không có chịu xóa nợ. Ở đây Ngọc xin giải thích một chút xíu là cái overpayment có nghĩa là quý vị bị sở thất nghiệp họ đòi lại tiền bởi vì một số cái lý do, có thể là quý vị khai cái income của quý vị quá cao và quý vị hưởng cái tiền trợ cấp thất nghiệp cao hơn so cái mức mà quý vị đáng được hưởng, thì họ có thể là đòi lại một phần. Hoặc nếu như quý vị khai hồ sơ mà nó hoàn toàn sai, quý vị không đủ điều kiện mà quý vị đã lãnh, thì quý vị sẽ bị đòi lại 100% cái số tiền mà người ta gửi cho quý vị. Thì bây giờ quý vị phải nhớ rằng mình có cái quyền để mà mình làm đơn appeal, xin kháng cáo. Thì khi mà quý vị chứng minh được là no fault of your own, có nghĩa là không phải lỗi của mình khai đúng, khai thật và khai đầy đủ hết, tự nhiên người ta cho tiền rồi, thì cái đó là cái lỗi của hệ thống, hoặc là lỗi của nhân viên, hay là lỗi máy tính, không phải lỗi của mình. Thì theo cái luật của cái gói cứu trợ đợt 2 tổng thống Trump ký á, thì quý vị có quyền được xin xóa nợ cái overpayment này. Khi mà mình xin xóa nợ được thì mình có thể là mình sẽ hưởng trọn cái tiền mà họ cho, mình không có cần phải trả lại và làm theo đúng luật, không có sai luật gì hết. Đó là dựa theo cái luật của cái gói cứu trợ lần thứ hai. Đối với tiểu bang California thì họ đồng ý với cái luật này, tiểu bang Missouri thì họ không chịu với cái luật này nha quý vị. Cho nên là Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị. Và quý vị nhớ là khi mà quý vị nhận đơn overpayment, quý vị phải coi thử cái lý do là gì. Nếu như quý vị đồng ý với cái lý do đó thì quý vị trả lại cho người ta thôi. Còn nếu như quý vị không đồng ý thì quý vị phải làm cái đơn appeal. Và làm cho nó đúng hạn quý vị ơi nha. Làm cho nó đúng hạn, chứ mà trễ hạn thì nó trễ cái hồ sơ của mình thường, và mình không có được giải quyết nữa. Cho nên là bây giờ thôi, thì bây giờ Ngọc xin dừng lại cái video này ở đây. Thực sự là Ngọc muốn chia sẻ những cái thông tin về vaccine nữa, nhưng mà Ngọc thấy cái thông tin này nó cũng hơi dài dòng, cho nên là thôi bây giờ Ngọc cắt. Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị trong một cái video sau. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo nha quý vị. Hãy đăng ký, like, share và nhấn nút chuông để ủng hộ Ngọc. Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị những cái thông tin mới về vaccine sau. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye now.